Điều gì đang làm cho con người đau khổ? Bác sĩ Nghĩa rất thích một câu của Seneca, một triết gia theo trường phái khắc kỷ. Đó chính là thứ làm cho loài người đau khổ không phải là bản thân của cái sự việc, mà nó là cái góc nhìn của họ đối với sự việc đó. Và sau đây là một ví dụ có thể minh họa cho chúng ta thấy cái việc thay đổi góc nhìn nó có thể thay đổi được cảm xúc và hành vi của bạn như thế nào. Hãy tưởng tượng đây là một cái hôm bạn bước vào trong thang máy của chỗ làm, và đó là một cái ngày trời rất là nóng nực, trong người bạn đã khó chịu sẵn rồi. Bước vào sau bạn là một cái người đàn ông cao lớn, và anh ta đạp lên những ngón chân trần của bạn tại vì hôm đó bạn mang dép. Cảm giác lúc này nó cực kỳ là đau và cực kỳ là khó chịu. Điều mà bạn muốn làm là gì? Là bạn sẽ muốn hét lên, muốn chửi người đàn ông kia, muốn cho anh ta biết là họ sẽ phải xin lỗi, họ sẽ phải biết điều, và họ không có thể hành xử một cách thô lỗ và bất cẩn như vậy được. Và vì sao chúng ta lại muốn có những cái hành động như vậy? Đó là bởi vì chúng ta có cái cảm xúc tức giận. Và vì sao bạn lại có cảm giác tức giận đấy? Là bởi vì hôm nay đã là một cái ngày bực bội rồi, và cái việc bị đau khiến cho bạn cảm thấy quá ngưỡng chịu đựng của mình. Và bởi vì bạn nghĩ rằng cái người đàn ông kia họ quá bất cẩn, họ quá vô ý vô tứ đi. Tại sao cái ngón chân của mình mà họ không thấy, họ lại giẫm lên mình như vậy? Và họ không biết được cái khối lượng sức nặng nó làm mình đau tới cái mức nào hay là sao? Và trong cái thời điểm mà bạn quyết định là bạn sẽ ngẩng lên nhìn thẳng vào cái mặt đấy, cái mặt thấy ghét đó, và chửi họ. Và nếu họ không xin lỗi, mình sẽ làm bù lu bù loa lên cho họ xấu hổ. Thì bạn nhìn thấy một sự thật là anh ta đang đeo một cái kính râm. Và mình biết rằng đó là một người đàn ông khiếm thị. Tại thời điểm này, câu hỏi của bác sĩ dành cho bạn là bạn có muốn tiếp tục chửi cái người này nữa hay không? Tất nhiên là không. Tại vì nếu bạn chửi cái người này thì cái đứa mà xấu hổ, cái đứa mà không biết điều là mình. Vậy thì cái gì nó đã thay đổi ở đây rồi mọi người? Cái suy nghĩ của mình, cái nhận thức của mình nhận ra rằng à, thì ra cái người đấy không cố tình làm cho mình đau. Và họ cũng không phải là cái người vô ý vô tứ nữa, mà bởi vì họ là một người khiếm thị, họ có những thiệt thòi của riêng họ, nên họ không nhận ra là mình ở đó, và một cách vô tình họ giẫm lên mình thôi. Và với cái góc nhìn mới này thì bạn có để ý không? Cảm nhận của bạn lúc này nè, nó có còn là sự tức giận nữa không? Nó có còn là cái sự hung dữ nữa không? Không, nó xẹp xuống rồi. Và nó chuyển thành cái cảm giác cảm thông, cái cảm giác hiểu chuyện. Và khi tôi có cái cảm giác cảm thông, hiểu chuyện mà không phải là tức giận này, thì lúc này cái hành vi của bạn nó đã khác đi liền không? Mình sẽ quyết định mình không chửi người đàn ông này nữa. Có thể mình nói nhẹ nhàng, à anh ơi anh mới giẫm lên chân em, và mình chấp nhận cái lời xin lỗi rất là dễ dàng. Hoặc là thậm chí mình cũng có thể mỉm cười, mình bỏ qua, mình lùi lại luôn. Và có thể chuyện này chẳng là gì cả trong một ngày của mình. Thì như vậy cái ví dụ vừa rồi nó là cái mô tả rất là đơn giản, thì mọi người có thể thấy được rằng chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được những điều mình muốn làm và sẽ làm và có thể làm. Và cái sự đau khổ, những cảm giác tức giận, những cảm giác khó khăn trong cuộc đời của mình, nó không đến từ bản thân cái sự việc đó, mà nó đến từ góc nhìn của mình với sự việc đó. Lựa chọn được góc nhìn phù hợp, chúng ta sẽ có cảm xúc phù hợp và có những hành động khôn ngoan. Hãy trải nghiệm và cho bác sĩ Nghĩa biết về trải nghiệm của bạn nhé.